Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại đến với Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay chúng tôi tin rằng sẽ là một gương mặt rất thú vị. Và đôi khi là các bạn nếu mà nhìn hình ảnh này thì ấn tượng đầu tiên có thể thôi, nó cũng sẽ là một vài những cái sự ác cảm khi mà chúng ta đã xem một vài những cái bộ phim mà nhân vật này đóng. Và đó là ai? Hôm nay ai đến? Chúng ta sẽ cùng theo dõi hình ảnh ngay sau đây. Cái gì đây? Chị tay em đau. Cái gì là cái gì? Tại sao cái vòng tôi mua cho anh lại ở trên tay của nó? Cái vòng nào là cái vòng của mày? Cái vòng này là của tao mua. Cô tự xem đi. Bảo, mày lấy đâu ra cái hóa đơn này hả Bảo? Tôi chính là người bỏ tiền nên đương nhiên tôi có hóa đơn rồi. Không phải đâu em ơi. Anh không phải giải thích nữa. Tôi và anh chấm dứt từ đây. Vâng, thưa tất cả quý vị, vừa rồi là những hình ảnh giới thiệu về nhân vật đặc biệt sẽ đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Xin được chào đón diễn viên Hàn Huy Bách. Xin chào bạn Mạnh Thắng và xin chào tất cả các khán giả đã xem chương trình Ai Đến Hôm Nay ạ. Vâng. Đến tận bây giờ khi mà ngồi nói chuyện trực tiếp với anh thì em mới cảm thấy là nó thân thiện hơn một tí. Chứ lúc xem một cái vai Thắng đấy, cũng tên em trong phim anh đóng. Đúng rồi, thực ra là những người tên Thắng đều có cái khả năng cao. Nó là đi theo cái định hình tính cách như vậy. Ok, anh em mình nói một chút với nhau về công việc trước đây thì mặc dù nhá, ở trường cấp 3 anh học thì mọi người cũng rất là ủng hộ, thậm chí là thầy cô giáo cũng ủng hộ trong cái việc là anh thi vào trường sân khấu. Nhưng mà anh phải mất đến 2 năm, đúng không? Nếu em nhớ không nhầm, 2 năm là anh không dám thi bởi vì anh sợ là thi là trượt. Đúng rồi. Anh đã làm rất nhiều công việc khác nhau, nhưng mà rồi cuối cùng có lẽ là cái nghiệp diễn là một cái duyên đến với anh. Khi mà sau 2 năm nghỉ ở nhà làm nhiều công việc khác nhau thì cuối cùng anh thi diễn viên và lại đỗ. Cái quyết định khi mà mình sau 2 năm làm các công việc khác nhau và đến với trường sân khấu thì nó có khó khăn với anh không? Thực ra thì cũng chẳng có gì khó khăn cả đâu. Sau cái quãng thời gian 2 năm đấy, vì không còn có cái gì có thể phù hợp với mình bằng cái nghề diễn viên, theo cái phán đoán của mình là như vậy. Bởi vì là mình, thực ra mình mục đích mình đến với trường sân khấu lúc đầu không phải là mục đích là thi diễn viên, mà là thôi hết chỗ để chơi rồi, còn có một tí thời gian thôi, tranh thủ một tí thời gian này xuống. Thì nghe đồn là ở dưới trường Đại học Sân khấu Điện ảnh là xuống đó thì sẽ được học và ôn 10 ngày. Đúng rồi ạ, lớp tạo nguồn. Đúng rồi, lớp tạo nguồn. Thế là mình mới quyết định là đi thôi, còn chờ đợi gì nữa, để kiếm chỗ chơi thôi. Chỉ kiếm chỗ chơi thôi. Nhưng mà khi mà mình vào cái lớp học tạo nguồn thì mình thấy rằng là sao mà nó hấp dẫn như vậy? Sao mà nó lại phù hợp với mình đến như thế? Mình mới quyết định là thi thôi. Vâng, rõ ràng là đó là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi vì là ngay sau đó là một loạt những cái series phim truyền hình, những bộ phim sitcom anh tham gia và đều đã nhận được những sự ủng hộ rất là nhiệt tình từ khán giả. Quay trở lại một chút với những vai diễn anh từng đóng, không hiểu là lý do gì mà em thấy là phần lớn nhất, không phải toàn bộ mà phần lớn những cái vai anh đóng thì theo như người nói vui đều là những vai hãm cảnh cạch. Hãm cảnh cạch. Bởi vì là sao? Kỳ bo này, kẹt sỉ này, chia tay đòi quà này, đó. Mọi người khi mà nhìn anh trên cái vai diễn trên phim nó là như vậy thì ngoài đời không biết là diễn viên Hàn Huy Bách là một người như nào. Nói thật là mình kiệt sỉ với tùy người đâu. Kiệt sỉ với tùy người. Nhưng mà tính mình ấy thì lại không thích là những cái người kiệt sỉ cho lắm. Thật sự là ở ngoài đời thì mình khác hoàn toàn so với lại ở trên phim. Vâng, theo chương trình tìm hiểu thì thậm chí là sau khi đóng Lối Về Miền Hoa, anh còn bị gọi là gửi thư dọa đánh rồi dọa kiện hãng phim, bởi vì là cái vai đấy nó thực sự là đem đến một cái sự ám ảnh ghét cay ghét đắng đối với vai Thắng ở trong phim đấy. Những cái ngày đầu tiên ấy, khi mà cái tính cách của nhân vật được bộc lộ thì anh bị phản hồi như thế nào khi mà gặp gỡ mọi người ở ngoài đời? Cái thời điểm mà một vài tập đầu tiên khi mà nhân vật Thắng bắt đầu bộc lộ ra cái tính cách, vâng, thì là đi đến đâu cũng bị người ta kiểu lườm, người ta nguýt. Có thậm chí có người đã từng không bán hàng. Đi chợ mình mua thức ăn nhưng mà người ta không bán hàng. Ghét cái thái độ, không bán luôn. Ghét cái thái độ, không bán luôn. Đúng rồi, không bán hàng luôn. Thế những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ xử lý như nào ạ? Thì thực ra thì đấy là một cái phản hồi mà đối với bản thân mình thì mình cho là tích cực. Thế cho nên là mình rất vui vẻ đón nhận cái điều đó. Cái cô đấy, cô ơi mày đi chỗ khác đi.
tao không bán cho mày. Ơi mày đi chỗ khác đi, tao không bán cho mày. Nhìn nó thấy ngứa mắt rồi. Nhưng mình tất nhiên là mình rất vui vẻ đón nhận cái điều đó. Và nếu như cô không bán thì mình có thể sang hàng bên cạnh mình mua thôi. Với những diễn viên khi mà được sống trong nhân vật mà khán giả yêu ghét nhân vật đó, thực sự đó là một sự thành công. Bởi vì là phải công nhận một điều là anh đã vào vai đấy, nó thực sự rất là thuyết phục. Để cho khán giả khi mà xem không những là ghét nhân vật ở trên phim mà ngoài đời cũng ghét lây luôn. Bây giờ thì chắc là không bị ghét nữa đúng không anh? Bây giờ thì đỡ rồi. Cũng là vai diễn nhưng mà nghĩa trong Mùa Hoa Tìm Lại nó lại khác với Thắng trong Lối Về Miền Hoa. Việc mà thay đổi tuyến nhân vật, cái cách diễn xuất như vậy thì nó có gây khó cho anh trong những cái giai đoạn đầu khi mà mình nhận được những cái tuyến nhân vật nó có những cái sự khác biệt như vậy? Cả hai phim đều là của đạo diễn Vũ Minh Chí. Cái vai Nghĩa, một cái vai tức là một cái người rất là trượng nghĩa. Vâng. Mặc dù là cũng có những cái va chạm ở ngoài xã hội, thế nhưng mà cái cuộc sống của anh ta lại là một người rất trượng nghĩa với bạn bè. Vâng. Cho nên anh ta đối xử với bạn bè một cách rất là tử tế, đàng hoàng. Đấy là lần đầu tiên mình làm việc với đạo diễn Vũ Minh Chí, cho nên là cũng có đôi chút mình cảm thấy là có ngượng ngập, chưa bắt nhịp được với đạo diễn. Vâng. Khi mà cái mối quan hệ nó trở nên thân thuộc rồi, nó dễ vào với nhau rồi, dễ bắt nhịp với nhau rồi thì mọi thứ nó vào nó rất là ngọt ngào, nó rất là dễ. Nhắc về những bạn diễn, nhắc về những người đồng nghiệp thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách nhỏ nhỏ đi anh. Thử thách của chương trình đưa ra thì nó rất là dễ thôi. Đó là em sẽ đưa ra một loạt hình ảnh của những diễn viên, những người hoạt động trong giới nghệ thuật của Việt Nam. Và nhiệm vụ của anh đó là chúng ta sẽ phải đọc tên tất cả các diễn viên này, không được sai một người nào. Sai là anh sẽ bị phạt. Thắng anh không được gì. Đấy, cái khó của chương trình là như thế. Chương trình là khù khoáo lo anh ạ. Vâng. Chương trình này hơi dã man đấy. Đã đúng rồi ạ. Bắt phải đoán, mà đoán thì phải đúng. Chính xác. Không được gì. Vâng, đúng không được sai gì. Sai bị phạt. Sai bị phạt. Sẵn sàng chưa anh? Ok. Thôi thì đành phải sẵn sàng thôi chứ làm nào được. Chúng ta bắt đầu nào. Đây ạ. Duy Khoa. Chính xác. Diễn viên Thanh Hương. Chính xác luôn. Bạn Hương Giang. Không có gì để bàn cãi. Tiếp tục ạ. Duy Hưng. Khó hơn đấy nhá. Người này thì không thể nào nhầm lẫn được, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Vâng. Diễn viên Anh Đào. Bạn này đang làm cùng với mình luôn ở một cái sân khấu tư nhân đấy. Vâng. Có vẻ như là hôm nay không biết là em nghĩ là biên tập là nữ, chắc là cũng yêu ái anh nên đâm ra có vẻ đưa ra những cái gợi ý nó tương đối là dễ với anh thì phải. Nào tiếp tục ạ. Chị Đàm Hằng. Diễn viên Trọng Lân. Quỳnh Châu. Hết rồi ạ, thật tuyệt rồi. Mình đã không bị phạt, mình đã thành công. Ok, rồi ạ. Nhưng mà anh cũng đừng vội mừng, bởi vì là chương trình này thì thường bao giờ cũng có ít nhất là 2 thử thách. Và theo một con số thống kê đến thời điểm hiện tại em làm thì là 100% khách mời chưa bao giờ vượt qua được thử thách thứ 2. Nhưng mà thử thách thứ 2 nếu vượt qua chắc là có cái gì đấy đúng không? Đúng không nhỉ? À không, cái đấy thì anh có thể là hỏi biên tập riêng. Chúng ta quay trở lại một chút với vai Thắng trong Lối Về Miền Hoa. Không biết là với nhân vật đó thì từ lúc mà bấm máy cho đến khi mà đóng máy thì cái điều ấn tượng nhất anh thấy ở trong cái vai diễn này là gì? Có rất nhiều những cái tai nạn nghề nghiệp xảy ra trong cái lúc mình quay cái phim Lối Về Miền Hoa này. Tai nạn lớn nhất mà anh đã gặp phải là gì? Có một cái cảnh quay mà mình đi trên triển đê, sau đó thì có cái xe bán tải của cái bộ ba đi đằng sau và bấm còi, khiến cho mình giật mình và mình sẽ phải ngã. Thì cảnh đấy anh Vũ Minh Chí, anh ấy dặn đi dặn lại phải hết sức cẩn thận nhé, tuyệt đối an toàn, không được xảy ra cái gì cả. Nếu cảm thấy khó quá để anh cắt bớt góc máy đi. Nhưng không, mình không thích điều đấy. Anh cứ giữ cho em làm được. Và cảnh đó thì mình sẽ phải ngã đi ngã lại khoảng 3-4 lần. Mình chủ định là sẽ phải ngã lúc đấy rồi, nhưng vô tình thì cái bánh xe đã đâm đúng vào một cái cục đá rất to ở trên đê. Và lúc đấy là mình ngã hoàn toàn bị động. Chứ không phải chủ động nữa. Khuỷu tay của mình đập xuống đường, và cái đầu của mình chỉ cách cái bánh xe chỉ còn khoảng tầm, chắc là khoảng tầm trên 10cm một chút. Tức là mình còn nghe thấy kia cả tiếng tanh lốp đi trên đường. Khi mà xe dừng lại, diễn viên Trọng Lân là mặt tái mét, rất sợ. Tức là không biết là đã kẹt máu hay chưa. Rồi ạ. Cắt máy một phát, tất cả mọi người đều xuống lại. Có bị làm sao không? Có làm sao không? Tất cả mọi người đều rất là quan tâm và lo lắng. Thì đấy là một cái sự nguy hiểm mà mình rất là ấn tượng trong cái phim. Vâng. Thưa quý vị, là khi mà chúng ta theo dõi những hình ảnh rất là đẹp ở trên phim thì đằng sau đó là các diễn viên và ekip đã phải trải qua rất nhiều những cái thử thách,
thậm chí là phải trả giá cả bằng máu nữa. Vì em biết là cũng có rất nhiều những cảnh quay của những anh chị em đồng nghiệp khác khi mà thực hiện những cái cảnh nguy hiểm mà không có diễn viên đóng thế chuyên nghiệp thì họ đã bị những cái chấn thương. Đó, thực sự là nghề diễn cũng là một nghề nguy hiểm chứ không phải không. Anh đã từng trải qua rất nhiều bộ phim khác nhau với rất nhiều những nữ diễn viên khác nhau. Trong một loạt những diễn viên nữ anh từng đóng thì anh ấn tượng nhất hoặc là anh chơi thân nhất với ai? Chơi thân thì mình chơi thân với lại tương đối nhiều diễn viên nữ. Vâng. Còn bảo là thân nhất thì thực ra thì cũng không dám nói ở trên này. À, sợ là bà xã lại xem chương trình. Rồi ạ. Đấy, nhắc cái chuyện đấy thì chúng ta mới thấy là khi mà một người vợ lấy một người chồng diễn viên thì thứ nhất là phải sự đồng cảm và thấu hiểu về công việc. Thứ hai là đôi khi là cũng là một người phải có tính cách tương đối cởi mở. Nếu mà tuýp người phụ nữ mà hay ghen chắc là không lấy chồng diễn viên được. Với bà xã của anh Bách thì sao? Khi mà những ngày đầu mà thấy anh đóng những cái cảnh nó tình cảm thân mật với những bạn diễn nữ trên phim thì bạn ấy về nhà thì sẽ phản ứng như nào ạ? Mình thì rất là may mắn. Dạ. Nói thật là mình rất may mắn. Bà xã là một người, tức là mình theo đuổi từ cái ngày mà mình vừa mới ra trường. Bà xã đã quen cái việc đó từ cái thời gian yêu nhau. Bởi vì bọn mình có một quãng thời gian yêu nhau khá là dài. Nghề nghiệp thì đương nhiên là phải tôn trọng rồi. Và khi mà thậm chí là mình quay với lại diễn viên này, mình còn về nhà mình khoe với vợ. Mình khoe. Hôm nay quay với bạn diễn viên nữ, bạn ấy xịt nước hoa thơm lắm. Ví dụ như vậy. Tức theo cái kiểu là tức tâm lý thật mà là ghê nhờ, anh ghê nhờ. Anh kinh rồi đấy. À rồi, tức là trách yêu thôi. Đúng rồi. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thử thách anh nhá. Thử thách thứ hai của chương trình như sau. Ban tổ chức có chuẩn bị một bộ bài. Trong này thì anh sẽ lấy ra ba quân bài bất kỳ. Và nhiệm vụ của anh Bách đó là chúng ta sẽ phải thực hiện. Một là thực hiện theo yêu cầu của lá bài đưa ra. Hai là sẽ phải trả lời thật lòng câu hỏi mà có trong lá bài. Chúng ta sẽ có ba lá bài. Trả lời sai hoặc không trả lời sẽ bị phạt. Làm và làm không đúng theo yêu cầu của lá bài cũng bị phạt. Rồi, xin mời anh. Ba lá bài bất kỳ ạ. Trò này khoai hơn cái trò khoai lắm anh đấy. Được rồi, anh cứ úp xuống đã, anh úp xuống đã. Vâng. Được rồi. Ok anh. Rồi. Đại đi thôi. Nào, bây giờ xin... Hy vọng là nó nhẹ nhàng. Em cũng hy vọng là như thế. Nhưng mà thường thì ít khi nhẹ nhàng lắm. Vâng, anh xin mời anh đọc nội dung của lá bài này ạ. Kể ba đặc điểm tốt nhất của người yêu cũ. Ôi giời. Thôi hỏng. Bà xã anh tên gì ạ? Bà xã mình tên là Huyền. Huyền ơi, xem kỹ nhá, nghe kỹ đoạn này này. Ok. Chăm chỉ. Vâng. Xinh đẹp. À ok. Huyền nghe kỹ em nhá. Chết chăm chỉ rồi. Này, xinh đẹp này, ừ. Quan tâm à? À rồi. Vậy thì với ba cái từ mà anh vừa miêu tả thì nếu mà so sánh với bà xã hiện tại đi, tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thì ba cái từ này có thể dùng được cho bà xã của anh không? Có. Vâng, anh có vẻ như là vượt qua được dấu mốc này, nó cũng tương đối là đơn giản đấy. Rồi, bây giờ thì xin mời anh sẽ đến với lá bài tiếp theo ạ. Hay quá. À, nhảy một vũ điệu sexy. Yeah, ok. Nhảy một vũ điệu sexy hoặc sợ hình phạt, tùy anh. Nào. Thực ra thì nhảy thì mình nhảy được đấy. Nhưng mà sexy thì trông mình nó cũng không được sexy lắm. Thế cho nên là rất là khó. Thế thì anh có thể chọn phạt đi ạ. Cho nó nhẹ nhàng. Thôi mình chọn một cái hình phạt đi cho nó dễ. Anh thích ăn bánh hay ăn kẹo? Khó nhỉ. Nhưng mà theo mình thì mình sẽ chọn kẹo đi. Chọn kẹo, ok anh. Mời anh sẽ quay vào ô chọn màu sắc của kẹo. Mỗi một viên kẹo thì sẽ đều ẩn chứa những điều bất ngờ đằng sau nó. Hay quá. Xin mời anh. Mình đoán ra được một phần nào đấy rồi. Vâng. Cầm quay. Rồi. Đây là kẹo màu cam. Em sẽ tìm một màu cam cho anh. Đây ạ, mời anh. Hồng rồi. Kính anh. Ăn và không được uống nước. Ít nhất là cho đến hết thời gian của chương trình ngày hôm nay. Vâng, anh muốn uống anh có thể uống trước ạ. Biên tập chương trình này hơi dã man đấy. Ôi, quá dã man đấy ạ. Hôm nào tôi sẽ lên công ty tôi tìm xem biên tập chương trình này là ai. Hãy miêu tả một chút cho chúng em biết là cái viên kẹo anh đang ăn nó có vị gì ạ. Ngon không anh? Thơm không anh? Dễ nuốt không anh? Miêu tả một chút ạ. Nó giống như là rau diếp cá nhưng mà lại ăn lẫn với lại mắm tôm. Đúng rồi đấy. Vâng ạ, vì thực ra là đây là mùi cá chết anh ạ. Mỗi một viên kẹo này nó sẽ có một cái mùi vị hoàn toàn khác nhau. Là kinh khủng. Thôi em mời anh, thực ra nhìn mặt anh thương quá. Rồi, cảm ơn. Vâng, để anh nhịn nước từ giờ đến cuối buổi chắc hơi khó khăn để trò chuyện tiếp. Rồi,
chưa hết đâu anh, vẫn còn một lá bài nữa. Nếu mà làm sai vẫn bị phạt đấy ạ. Thôi, hy vọng là nó nhẹ nhàng hơn là một vũ điệu sexy. Em biết thế vừa rồi nhảy sexy cho xong. Nhảy sexy cho xong. Ai cũng biết thế thì không ai bị phạt. Kể về ba sở thích quái dị của bạn. Sẽ có rất nhiều khán giả ở đây là fan hâm mộ của anh Bách. Và mọi người có lẽ là cũng sẽ hoàn toàn kiểm chứng được. Chúng tôi có một số điện thoại đường dây nóng để phản hồi những cái thông tin thiếu trung thực từ khách mời. Vâng, xin mời anh. Ba sở thích quái dị. Không chỉ mình anh biết đâu mà rất nhiều bạn bè anh và những khán giả đều biết. Trả lời sai sẽ bị phạt. 1. Tập luyện thể thao vào đêm. Oh. Cái này là sở thích. Cái này là sở thích chứ không phải là do mình không sắp xếp được đâu. À. Cái này là do thích. Vâng, anh tập ở đâu ạ? Ở nhà. Ở nhà, vâng, em biết là ở nhà. Thậm chí là có thể là... Phòng khách hay là phòng ngủ ạ? Phòng khách. À vâng, rồi, ok. Không. Sở thích thứ hai ạ? Sở thích thứ hai, thích làm cho những cặp đôi đang yêu nhau phải cãi nhau. Anh có kỹ năng đấy luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với sở thích gọi là quái dị cuối cùng của anh ạ. Mình thích ăn một cái món, đó là món cơm khê. Cơm khê. Em thấy là hai trong số ba cái sở thích của anh đều là sở thích tương đối là hơi phản khoa học đấy. Bởi vì là trong cái cơm khê, cơm cháy là nó cũng có những cái chất mà nó không tốt cho sức khỏe. Đúng. Không biết là các khán giả đang theo dõi chương trình Ai Đến Hôm Nay thì có ai có chung những sở thích giống như là anh Bách không? Nhưng thực sự đó là những sở thích phải nói thật là rất là quái dị luôn đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong chương trình Ai Đến Hôm Nay, đó chính là chọn màu hashtag ạ. Và thưa quý vị, màu sắc sẽ ẩn sau những con số. Và con số bây giờ chúng ta sẽ biết. Anh sẽ lựa chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9 ạ. Xin mời anh. Số 7, số 2, số 9. Số 2 của chúng ta là một hashtag màu trắng. Có nội dung là chiến dịch hẹn hò giờ nghỉ trưa. Hiện nay thì rất nhiều người trẻ quá bận rộn với công việc. Và đôi khi là họ không có thời gian dành cho những cái buổi hẹn hò hoặc là gặp gỡ những người bạn thân. Thay vì nghỉ trưa đi ăn uống bình thường thì họ sẽ tiết kiệm cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nghỉ trưa để có thể là gặp gỡ người yêu này, những người bạn lâu ngày không gặp này. Đó, trong một bữa trưa có thể làm được rất là nhiều việc. Đó, anh chia sẻ như thế nào và đã bao giờ anh sống theo cái cách là tranh thủ gọi là gặp gỡ và hẹn hò buổi trưa chưa? Cũng đã từng có những lúc phải như vậy rồi. Dạ. Và cũng có một cái quãng thời gian mà nó tạo cho mình một cái thành thói quen. Ừ. Và mình thấy cảm thấy điều này nó là hợp lý thôi. Dạ. Khi mà cái quỹ thời gian của mình nó không đảm bảo được thì cái việc hẹn hò vào buổi trưa nó hoàn toàn là một cái cách sắp xếp khá là khoa học. Ừ. Thay vì là mình cũng mất đừng đấy thời gian để ăn trưa, mình có thể là hẹn bạn đến một cái quán nào đó trung gian giữa hai người, thậm chí là một nhóm bạn. Mình có thể ăn uống trò chuyện với nhau trong cái khoảng thời gian đấy, nó sẽ giúp cho mình hoàn thành tốt vào cái công việc vào buổi chiều hơn. Rồi, tiếp theo ạ. Số 7 của chúng ta đó là một hashtag màu đen với từ đó là cám dỗ. Với những người mà hoạt động trong giới nghệ thuật như anh Mách thì chắc chắn là từ này cũng là một từ mà mình hiểu rất rõ. Nhìn chung là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ phải có những chuyến đi xa này, xa gia đình, xa vợ, xa con, ăn uống thì không được điều độ, có rất nhiều cám dỗ. Cám dỗ từ mặt tình cảm, cám dỗ từ những cái tệ nạn như là cờ bạc, thậm chí là ma túy. Với cái hashtag màu đen này thì anh sẽ chia sẻ như thế nào? Và bản thân anh đã bao giờ là đứng ở trước cái ranh giới giữa lựa chọn đúng và sai của cám dỗ chưa? Có chứ. Bản thân nghề nghiệp của mình thì đương nhiên là những cái cám dỗ xung quanh rất là nhiều. Thậm chí là từ những cái khán giả người ta quý, người ta mời. Nhưng mà thay vì người ta mời đến ví dụ như là ngồi uống với nhau một ly cà phê, uống với nhau một hai chén rượu. Thì người ta lại mời mình sử dụng một số những cái chất kích thích cấm. Đúng rồi, vâng. Những cái thứ mà pháp luật không cho phép. Có những cái người mà người ta thường xuyên người ta mang đồ ăn, thức uống đến khách sạn chẳng hạn. Đại loại là tỏ sự quan tâm. Thì thực ra thì cái đấy cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Thế nhưng mà tuy nhiên thì mình là đàn ông và hơn nữa mình lại có gia đình rồi. Mình phải đủ hiểu biết và đủ bản lĩnh để mà vượt qua được cái cám dỗ đó. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với con số cuối cùng anh chọn là số 9 phải không ạ? Số 9 là một hashtag màu cam, tức là nó cũng đang có những cái suy nghĩ và ý kiến trái chiều. Nội dung của chúng ta đó là mắc kẹt giữa sự nghiệp và gia đình. Với một người rất là bận rộn như anh thì mình sẽ chia sẻ như thế nào về quan điểm giữa sự nghiệp và gia đình ạ? Sự nghiệp và gia đình là hai thứ mà rất là quan trọng. Gần như là người đàn ông nào cũng sẽ phải vướng vào cái sự cân nhắc giữa sự nghiệp và gia đình. Người nào cũng thế.
mình cũng không phải là ngoại lệ. Bản thân mình thì trước đây thì mình rất là ham hố cái việc là mình sẽ phải dành thật nhiều thời gian cho sự nghiệp để mình có một cái, để mình có một cái vốn liếng đầy đủ, một cái vị trí gì đó, một cái chỗ đứng trong lòng khán giả. Thế nhưng mà đến khi mình có con thì mình lại cảm thấy một phần trách nhiệm rất lớn là phải dành cho nó, dành cho gia đình, dành cho vợ, cho con. Theo mình thì gia đình nó vẫn là một cái sự thiêng liêng và cao cả nhất. Dạ vâng. Có thể ít thu nhập đi một chút, có thể bớt nổi tiếng đi một chút, nhưng mà đúng, chúng ta có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Đó là điều mà chúng ta hướng đến, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy là chúng ta cũng đã trải qua 3 phần của chương trình rồi. Đến phần cuối cùng nó sẽ là một phần tương đối nhẹ nhàng thôi. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với góc review. Ở góc review thì em sẽ mời anh lựa chọn một trong 3 chủ đề để chúng ta sẽ cùng nói. Một là phim ảnh, hai là âm nhạc, ba là sách. Anh muốn nói về điều gì ạ? Âm nhạc. Có một bài hát hoặc một câu hát nào ngay bây giờ khi mà em hỏi anh có thể hát được một câu như vậy không? Câu anh rất thích, câu nó mang cho anh những cái cảm hứng khi mà mình cảm thấy mệt mỏi chẳng? Bài thích nhất có lẽ là bài Người ra đi vì đâu của nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng. Anh có thể hát cho em một vài câu trong đoạn điệp khúc của bài đấy được không ạ? Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì sao em nói đi để anh sẽ không đau buồn vì yêu em. Vâng, xin cảm ơn anh Phạm Khánh Bách ạ. Em nghĩ là lý do tại sao anh chọn nghiệp diễn là đúng rồi, chứ anh không làm ca sĩ được. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay thì với khoảng 30 phút thì rất là cảm ơn anh đã đến với Ai Đến Hôm Nay và đã mang đến cho khán giả của chương trình những cái quãng thời gian rất là thư giãn và vui vẻ, cũng như là những cái câu chuyện về gia đình và công việc của anh. Bây giờ là lúc mà chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi ạ. Xin mời anh hãy nhìn về phía máy quay ở phía trước và gửi một lời chúc của khán giả chương trình Ai Đến Hôm Nay ạ. Cuối cùng xin phép cho Huy Bách được gửi lời chào đến khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay, một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, và hy vọng rằng là quý vị sẽ đón những cái vị khách mời tiếp theo của chương trình Ai Đến Hôm Nay với nhiều điều thú vị hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.